Em Tony Tiến xin chào kính chị các bạn nhé. Đây hôm nay em đã cận cảnh lấy mật ong đây các bạn này. Theo định kỳ nhé, chúng ta đầy thì em Tony Tiến này lấy mật ong, khuyên kính chị hãy ủng hộ kênh Tony Tiến bằng xem bằng cách tặng Tony Tiến một like nhá. Để em có cái cảnh lấy mật ong định kỳ, ong nuôi ở nhà này chúng ta phải lấy định kỳ để đảm bảo cho đàn ong nhé các bạn nhé. Để nhiều mật quá thì nó phải sinh đến đông quân nó tách đàn đấy các bạn nhé. Đây, cái này là em đã chia sẻ sâu về cái tách đàn này. Hôm nay em sẽ chia sẻ về cách lấy mật ạ. Đây là anh Đặng Trường, chuyên gia lấy mật ong đấy các bạn này. Dụng cụ thì em đã giới thiệu video trước đấy nhá. Chúng ta cần một con dao, một cái mâm và một cái ô và cái quay mật nhá, thùng quay mật ạ. Đây là mật ong đây các bạn này. Hôm nay ong vẫn chưa được đầy lắm nhé các bạn nhé. Mật được nhưng chưa được đầy ạ. Mặt bên đây được này. Mặt bên đây mặt vẫn ít chứ các bạn nhé. hai cái mặt, một mặt nhiều mặt ít ạ, ở đây cũng có một ít. Nó ba cầu nhá, anh để lại một cầu các bạn ạ. Anh lấy hai cầu nhá. Đó, trong ong đây các bạn đã thấy. Mình sẽ cho cái cán dài một chút, mình mong các bạn để gần các bạn xem được. Ủa đây bốn cầu. Bốn cầu này, bốn cầu quay mấy cầu? Để ba. Để cả một rồi. Nấy 3 giờ. À nấy 1 cầu vào rồi, ai biết. À ổ đây 4 cầu các bạn nhé. 4 quay 3 rồi, còn 1 cầu đây ạ. Như các bạn đã thấy thì quân đây. Rồi chúng ta lại đi vào trong xem cảnh quay các bạn nhé. Trong đây các bạn này. Ổ này có. Rồi cắt mật, anh cắt mật trong đấy nhé. Nó quay cái cảnh quay mật ong định kỳ ạ. Đó, chúng ta để vậy chúng ta quay này, nhìn cho quý anh chị xem ạ. Kẻ đây vì có một cái này yếu này, cái này do cái con vít không hàn anh thấy ạ. Nói chung là do con vít hai bên này, thấy chưa? Không phải vít đấy đâu, đây này, hai con vít đây. Có cái này tráng á. Nó cận cảnh như các bạn đã thấy đây, quay nó bắn ra hai thùng này. Còn dưới đây là một cái, đây là một cái thùng mật đây, cái ca thùng mật đây nhé. Đồ nghề của chúng ta là một con dao đây, một con dao đây nhá, một cái mâm ạ, một cái khay đây để cái sáp này. Cái sáp này chúng ta cho chị em đắp mặt nạ rất đẹp ạ, chị em phụ nữ đây. Đàn ông cũng được, cũng nên lỗi gì các bạn nhé. Mình thường chị em nữ hay đắp vào mật ong với trứng gà này các bạn này, vào một cái đũa chúng ta chọc để cho mật nó chảy xuống nhé. Đó, toàn bộ quang cảnh của em quay mật ở đây là em đã cay được 1 ca đổ vào đấy rồi. Rồi em sẽ mật. Hả? Ừ, mật kém đấy, tôi bỏ ra mà chưa ít. Hôm nay sợ nói không được 15 lít đi chứ. Nhưng anh bảo nhiều. Đấy là gần cảnh quay cắt nha các bạn nhé. Cắt mật đây nó ngoánh nha. Đây cái sáp này chúng ta ăn cũng được mà chúng ta đắp mặt nạ cũng được nha các bạn nhé. Mời quý anh chị thưởng thức cùng em nhé. Mình sẽ ăn miếng nào nó ngon hơn miếng này. Miếng có con. Chúng ta có con là dính vào thì nó không được thơm nhé. Mời quý anh chị thưởng thức cùng em. Đây con cảnh lấy mật đây. Đó, mật nó óng ánh nhá. Rồi. Bẻ mình biết kệ. Kệ như hình nó bắn phải để đó. Bỏ ra ngoài để bỏ cầu các bạn nhé. Ba cầu. Ba cầu, ba cầu. Ba cầu, ba cầu. Chắc thế. Đây bên đây anh để một cầu nữa các bạn này. Mình quay vậy hơi muộn nha các bạn nhé. Mật kém, mật kém. May được mấy lít. Đậy không đậy à? Do mẹ hiền đấy mà. Mật kém. Đây
Còn kém vậy thì quay tuần sau quãnh được. Nắng tuần sau quãnh được. Nó quay thì đúng anh không kiểm tra nhiều rồi, nghe nó kiểm tra nhiều rồi. Đó, anh đã đậy rồi các bạn nhé, em quay sang ổ bên đây. Ừ, ăn đi nó không làm được á, vì nắng quá. Nắng quá không được, nó phải dự trữ ăn dần đi. Bỏ nhá, có cái ngăn đấy bỏ nhá. Hiện tại giờ miền Trung đây ba mấy độ các bạn nhé, 37-38 độ, nó hơi nắng nóng. Đó, em đã theo chân anh đi ra chỗ khác. Đây là xong cận cảnh, xong được một ổ bên đây rồi. Tiếp tục lấy cầu tiếp theo các bạn nhé. Cầu đấy tách đàn đây các bạn này, tách đàn đây mà cũng được một cầu, ba cầu không? Hai cầu lấy một cầu ạ. Vẫn có mật các bạn nhé, vẫn còn kiểm tra rồi mà. Ổ này mới tách đàn này. Tách mà, về bên rồi. Nó về hết à? Còn những ít. Ừ. Tách nhưng mà hai ổ song song các bạn nhé. Bữa hôm em chia sẻ mấy quý anh chị song song nữa. Nằm là con cái khố đấy. Ừ. Còn ông đực thôi à? Ổ đấy ông đực nhiều. Con cái khố là nhất có đá đến bên. Đấy, hai ổ đấy là tách ra song song các bạn ạ. Đây là ba ổ nó một nhưng mà tách ra thành hết đấy các bạn nhé. Bộ phải tách chứ không tách ra nó cũng đi hết các bạn ạ. Còn ít thì cái này được một bát ô tô. Giờ này ong nằm về hết rồi. Mình trời nắng mà các bạn nhé, ong nằm sớm lắm. Đó. Ít. Ổ này hoàn thua. Được hoàn thua. Để duy trì thôi chứ hoàn thua. Không quay được. Ít mật quá. Quân ít quá, ui ông được nhiều thế, cái này cắt bớt đi à? Đã nhiều rồi, đã nhiều ông được đẻ ra ông được nữa. Ở dưới nó nồi nên là ông được hết các bạn nhé. Đó, được một cầu đấy ạ. Bên này nhiều nữa các bạn này, tách ra bên đấy nhiều ạ. Đây em cận cảnh đi các bạn nhé. Em zoom to lên cho quý chị xem cho rõ. Đó, bên đây quân thì giờ đã đông rồi. Quý chị đã thấy quân đông này. Đậy luôn này, đậy cho vào đây này, cho vào đó luôn này. Anh đậy luôn này, lấy nắp bên này đậy bên kia. Các bạn ong bay khiếp chưa? Anh rũ vào đó để cho nó một chỗ các bạn nhé. Văn ngăn mình rũ vào nó luôn các bạn này. Chơi luôn. Luôn à? Hết rồi. Để trả lại cho đông quân, anh hiểu chưa? Quân ít quá. Tức là hai ổ nó mới tách. Không, ra tách mấy ngày thôi. Em có chia sẻ cái video tách đàn đấy các bạn nhé. Chú chưa nở, nhưng hai bên quân nó ngửi mùi vẫn được, nó không đánh nhau. Nếu là con khác đánh nhau các bạn nhé. Đây tiện cảnh em quay cho quý anh chị xem luôn ạ. Anh vừa quay vừa xem kiểm tra chú. Coi nụ chú đó các bạn. Gần nở rồi. Nụ đó. Có nụ chú đấy các bạn.
mấy ổ này mới tách ra mới được mỗi ổ hai cầu thôi các bạn. Nếu một cầu xem cầu nào nhiều mật lấy cầu quay thôi các bạn nhé, chừa lại cho một ổ cho sinh sản sinh sống. Ổ đấy nghe được đấy, ổ đấy cầu mạnh này các bạn thấy này. Chúng ta quay mật cũng phải kiểm tra xem cái nụ chú các bạn nhé. Ổ quân mạnh, nhìn nó vậy cũng nhiều lắm các bạn nhé, quân của nó do mà phải được bắt ô tô rồi đấy. Anh để quan đó luôn, anh giữ quan luôn để cho nó cân đối à. Vì bên chưa có chúa vẫn là một đàn các bạn nhé, người nó vẫn gửi một đàn này rũ ra. Bên đi mặt ít anh Trường, quân thì đông thế mặt bên mặt này ít thế, nhiều đâu. Vừa quay mật vừa nghe cu gáy, các bạn thấy không? Cu gáy hay chưa? Mật bên đây là quay một gầu nữa các bạn nhé, vì quân nó đang lượng mật nó ít nên đang để bắn ngăn đấy. Cầu này không lấy mật bên đó được hai cầu thôi, không mình không lấy nhé. Mình quay vụ khác để vì để cho sinh sống nó ít quá, chúng ta không nên cạn kiệt nhé. Vì thời tiết hôm nay nắng mấy đợi nắng nóng quá, đi làm mật nó ít ra mật nữa các bạn ạ. Nắng quá đi không có thời gian nó đi. Sáng sớm đi sớm thì được một số lượng không đủ mới. Giờ anh vẫn đang để gần này, giờ tách ra không được thì anh phải để sách lại gần nhé. Bữa trước anh bỏ xa ra một chút ạ. Rồi, cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây ạ. Xin mời quý anh chị hãy tặng Tony Tiến một like nhé. Anh chị em nào chưa bấm một nút chuông, hãy bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.